Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các đã bước qua ngày thứ năm rồi và bây giờ cũng khá trễ các bạn. Hiện bây giờ Cali là 8 giờ tối. Hôm nay thì công ty cũng khá là bận cho nên bây giờ mới có thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Và hôm nay có rất nhiều thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta đương nhiên dành thời gian để mà nói về tình hình chung của thị trường. Chúng ta có thông tin liên quan tới Tesla về quý 4. Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Microsoft về quý 4. Và đặc biệt hơn đó, là Thuận dành rất nhiều thời gian à, để mà mà tìm hiểu về uh, chat gpt các bạn và thường cũng có một cái uh, suy nghĩ cá nhân về uh, chat gpt man, oh man có thể trong tương lai đây chúng ta sẽ mất việc hết các bạn rồi chúng ta cũng sẽ nói tới những cái thông tin như là hôm nay chúng ta có hai dự luật tại Hoa Kỳ hai dự luật này đó là đến từ tiểu bang Arizona các bạn để thứ nhất là chấp nhận crypto là phương tiện thanh toán hợp pháp và có thể dùng để mà trả thuế được và thứ nhì đó chính là chấp nhận bitcoin làm tiền thì hợp pháp tôi chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bạn một lát nữa cộng với là chúng ta cũng có những cái tài liệu on chain và cập nhật liên quan tới DCG Genesis vân vân và hôm nay chúng ta bắt đầu sẽ nói về tình hình chung của thị trường thì các bạn đã thấy được là tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ đó là ngày hôm nay kết thúc đó cũng không phải là tốt lắm tuy là hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đó thì không có sự thay đổi khi mà kết thúc các bạn nhưng mà Nasdaq à, thì đã giảm 0.18% tiếp tục chúng ta thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ đó không có được tăng trưởng như là crypto trong khi mà khi chúng ta nhìn vào giá cả của BTC hôm nay đó thì cũng có nhiều cái sự dao động các bạn Bitcoin ngày hôm nay đã tăng nhanh chóng lên trong vòng vài tiếng đồng hồ đó lên tới cái mức là 23.800 đô rồi sau đó chúng ta thấy một cái nến đỏ đi ngược trở xuống trả lại cái mức cũ bây giờ chúng ta thấy được là giá BTC đó ở mức là 23.111 đô thì nó cũng tương tự như là cái giá chúng ta đã thấy trong vòng mấy ngày hôm nay rồi Hôm qua các bạn thấy được là giá ngồi là một chút xuống hơi chừng là 22.500 đô Hôm nay đã trở về 23.000 Và nhìn chung thì crypto đó hôm nay các bạn thấy được là vốn hóa tăng 3% BTC đó thì tăng 2.2%, Ethereum đó thì tăng 4.3% các bạn, trở lại 1.600 đô. BNB đó thì uh, tăng 1.8%, XRP 1.4 vân vân. Nói chung hôm nay cũng là một ngày tốt nói chung cho thị trường crypto và chúng ta nhìn vào uh, pre market hôm nay cho thị trường chứng khoán đó thì bây giờ rất là im lặng các bạn được là hai chỉ số Dow Futures và S&P Futures không có sự thay đổi nhiều Nasdaq Future hiện bây giờ là tăng 0.31 Đây là một cái dấu hiệu cho thấy ngày mai đó khi mở cửa thì chứng khoán sẽ ra sao Nhưng mà thật ra gần đây đó khi chúng ta nhìn vào tình hình chung của chứng khoán đó, thì nó hầu như là phản ảnh cái suy nghĩ của những nhà đầu tư về nền kinh tế ở Hoa Kỳ chứ nó không có cái sự liên quan mật thiết với lại crypto nữa Các bạn thấy được là khi mà thị trường tốt đó các bạn thấy được là có nhiều nhà đầu tư họ muốn chấp nhận nguy hiểm cao hơn họ muốn có lợi nhuận nhiều hơn họ muốn đa dạng hóa nhiều hơn nữa cho nên các bạn sẽ thấy được là có cái sự tương quan cao khi mà thị trường tốt dẫn đến là nhiều nhà đầu tư trong chứng khoán đó họ cũng lớn sân qua crypto và ngược lại các bạn khi mà thị trường tốt đó chứng khoán cũng tăng trưởng dẫn đến nhiều nhà đầu tư crypto cũng lớn sân qua chứng khoán cho nên lúc mà thị trường tốt các bạn sẽ bắt đầu thấy được là Hai thị trường sẽ có cái sự tương quan nó cao hơn Khi mà tình hình không tốt như là cả năm qua đó Chứng khoán tơi tả Thì đương nhiên nhiều người đó Họ sẽ không muốn chấp nhận nguy hiểm nữa Họ sẽ bán chứng khoán của mình Và đương nhiên họ cũng sẽ bán luôn crypto của mình và Dẫn đến là từ từ đó Thì những cái nhà đầu tư mà lưu trữ cả hai đó Ngày càng ít đi Thì khi điều đó xảy ra các bạn sẽ được là Thị trường nó sẽ ít có cái sự tương quan hơn Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu Tương quan giữa chứng khoán Hoa Kỳ và Bitcoin đó Khi các bạn nhìn vào dài hạn thì nó cũng không có một xu hướng rõ ràng đâu Có khi là tương quan âm, có khi là tương quan dương Tại vì nếu như vậy đó thì các bạn thì đương nhiên phải có một sự tương quan Giống nhau mãi mãi nhưng mà không phải các bạn Có lúc là như vậy, có lúc là ngược lại Cho nên khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của BTC đó Các bạn nhìn xa hơn giống như là 8 năm, 10 năm đó, Thì các bạn sẽ thấy được là nó đi theo cái chu kỳ hơn là đi theo bất cứ một sự kiện nào trong thị trường tài chính tại vì trong vòng 10 năm qua đó chúng ta có rất nhiều sự kiện các bạn có sự kiện tốt có sự kiện xấu có lúc lãi suất cao có lúc lãi suất thấp có lúc thất nghiệp cao có lúc thất nghiệp thấp các bạn nhưng mà tới cuối cùng đó thì giá BDC vẫn đi theo xu hướng của BDC mà thôi đó là lòng tình của thuận và đó là điều mà chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ khi mà đã không còn nhiều nhà đầu tư đầu tư chứng khoán và crypto cùng một lúc nữa đó những nhà đầu tư đó thì họ đã rời khỏi rồi và không đầu tư nữa thì chúng ta thấy được là nhà đầu tư crypto vẫn tiếp tục chú tâm và đầu tư crypto nhà đầu tư chứng khoán vẫn tiếp tục chú tâm vào đầu tư chứng khoán những cái thông tin liên quan thị trường tài chính nói chung đó cái sự ảnh hưởng nó lại ít hơn đó là cái nhận định riêng của thường mà thôi chứ bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới nhưng mà dù sao nữa chúng ta cũng cần phải để ý những cái sự kiện lớn tại vì ít nhiều gì những cái sự kiện như là phép tăng hay giảm lãi suất có suy nghĩ gì đó tất cả cái đó đều ảnh hưởng đến không chỉ riêng là tình hình tài chính ở Hoa Kỳ nói riêng mà cả thế giới nói chung luôn các bạn tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền và ảnh hưởng đến dòng tiền thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến thị trường crypto này rồi tại vì dù muốn hay là không đó crypto vẫn là một phần của thị trường tài chính hiện bây giờ rồi chúng ta nói tới dầu thì không sẽ thể nhiều các bạn dầu hiện bây giờ hợp đồng là 80 đồng 35 sen còn về vàng đó thì hôm nay cũng tăng nhẹ một chút 1948 đô cho một ounce vàng tăng 0.3% crypto chúng ta vừa nói tới rồi thường sẽ không có lặp lại và chúng ta cũng đã có được cái thông tin lớn ngày hôm nay liên quan đến Tesla các bạn tại vì Tesla công bố quý 4 và rất là tốt các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình đó, thì nếu như chúng ta tính là uh, thu nhập từng cổ phần đó là một đồng 19 cent so với lại 1 đồng 13 cent ước tính Thì đã cao hơn ước tính rồi Và các bạn thấy được là tổng thu nhập đó, revenue là 24.32 tỷ đô la so với lượng ước tính là 24.16 tỷ Thì nói chung đó, Tesla có một cái thu nhập quý 4 rất là tốt Nhiều người rất là lo lắng các bạn Tại vì trong quý 4 uh, Tesla đã đưa ra nhiều cái thông tin giống như là có nhiều hàng tồn kho họ phải giảm giá xe vân vân thì có nhiều người lo lắng là họ sẽ không bán được nhiều xe nhưng mà không phải các bạn cuối cùng thì Tesla đã có một quý 4 rất là tốt đối với nhà đầu tư và đặc biệt hơn đó các bạn thấy được là họ không có bất cứ thông tin gì liên quan tới mua hay là bán BDC có nghĩa là trong quý 4 này đó cái số limit của họ còn lưu trữ khoảng chừng là 241 triệu đô la Bitcoin đó thì cái số đó họ vẫn còn giữ cho đến bây giờ đó là điều mà nhiều bạn quan tâm và nói tới Tesla đó thì các bạn thấy được là Elon Musk là một người mà rất là bận theo lý đó Elon Musk uh, là CEO tới 6 công ty lần các bạn thì uh, đương nhiên thời gian là vàng bạc nhưng mà các bạn thấy được Elon Musk hầu như có rất nhiều thời gian và lên trên Twitter troll liên tục hôm nay nói là Elon Musk ấy dẫn dây đổi tên của mình trên Twitter thành uh, Mr. Tweet nhưng mà sau đó lại không đổi được tại vì uh, Twitter không cho phép Elon Musk đổi tên trở lại mặc dù Elon Musk là chủ của Twitter uh, các bạn được là người ta comment bên dưới này đó nói là sao Elon Musk rảnh như vậy là CEO của sáu công ty là cha của tám người con và là chồng của ba người vợ các bạn thì các bạn thấy được là Elon Musk là một người thật sự rất là bận nhưng mà vẫn có thời gian lên Twitter à, để mà troll mọi người hàng ngày rồi à, chúng ta thấy được là Elon Musk cũng đã ra quyết định hồi tháng 11 mới đây là sẽ mở lại cao của cựu tổng thống Donald Trump thì à, chúng ta cũng đã biết được đó rồi nhưng mà cái thông tin ngày hôm nay thường muốn chia sẻ với các bạn đó là dường như được thông tin là Facebook và Instagram đương nhiên hai công ty này đó là thuộc chỉ công ty Meta là một công ty mà thôi nhưng mà đây là hai ứng dụng thì uh, Facebook và Instagram cũng đã lóc cựu tổng thống Donald Trump trước đây. Bây giờ thì account của cựu tổng thống Donald Trump cũng sẽ được mở trở lại. Rồi đó là cái thông tin lớn đầu tiên liên quan đến Tesla mà nhiều bạn muốn biết. Chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin thứ nhì cũng liên quan đến một công ty trên thị trường chứng khoán đó chính là Microsoft các bạn. Hồi sáng này mở cửa đó thì thị trường chứng khoán không có được tốt lắm và phần lớn mọi người đổ lỗi là tại vì Microsoft có một quý 4 rất là tệ. Nhưng mà thật ra sau khi mà đóng cửa chứng khoán ngày hôm qua đó thì Microsoft đã đưa ra thông báo quý 4 và khi các bạn nhìn thông tin thì cũng không có tệ đâu các bạn các bạn đã nhìn thấy được là dựa theo những gì được chia sẻ với microsoft các bạn thì được là tính theo thu nhập mỗi một cổ phần đó là 2 đồng 32 cent so với lượng ước tính là 2 đồng 29 thì đã tốt hơn ước tính rồi. Còn về tổng thu nhập đó revenue thì là 52.75 tỷ đô la so với ước tính là 52.94 thì ít hơn một chút. Nhưng mà nói chung đó, cái thông báo quý 4 này hoàn toàn không có tệ đâu. Thì một phần mà họ phải chi ra cho quý mới đây đó là lên tới 1,2 tỷ đô la vì họ sa thải nhân viên các bạn. Các bạn đang nhớ là Microsoft vừa ra thông báo là họ sa thải tới 10.000 nhân viên lận. Thì như bạn sẽ nói là sa nhân viên thì phải có dư ra chứ tại sao mà lại mất đi 1,2 tỷ thì dựa theo tài liệu được chia sẻ với Microsoft đó, họ nói là khi họ sa thải cái số lượng nhân viên này 10 nhân viên thì họ phải tốn là 800 triệu đô la để mà bồi thường cho những nhân viên đó tại vì tùy hợp đồng và tùy theo là công ty có chính sách gì khi mà sa thải hàng loạt như vậy thì họ phải tốn tới 800 triệu đô la tổng cộng nhưng mà cái mà làm cho nhiều nhà đầu tư có sự lo lắng hơn đó là về trong năm nay đó, Microsoft nghĩ là thu nhập sẽ là sao thì họ có một cách nhìn nó cũng không có được tốt trong năm nay đặc biệt là họ nói là trong cái quý kế tiếp đó thì họ ước tính là thu nhập khoảng chừng là 50.5 tỷ cho đến 51.5 tỷ mà thôi chứ không có được như là kỳ vọng là 52 tỷ Tại sao vậy? Tại vì họ nói là bây giờ tình hình kinh tế đã chậm lại rồi thì đương nhiên nó không chỉ ảnh hưởng tới người dân, không chỉ ảnh hưởng đến những công ty mà đang sa đại nhân viên mà còn ảnh hưởng đến công ty Microsoft nữa tại vì rất nhiều những công ty là sử dụng dịch vụ của Microsoft Họ mua cái dịch vụ đám mây Azure hay là họ mua Microsoft 365 Người tiêu dùng cũng mua Microsoft 365 Thì khi mà kinh tế chậm lại như vậy Những công ty thu nhập thấp hơn đó Thì họ cũng sẽ cắt giảm chi tiêu Và không có sử dụng dịch vụ của Microsoft như trước đó nữa Cho nên có khả năng là trong cái uh, quý kế đếm Và có thể là trong cả năm nay Nếu như tình hình kinh tế cứ như vậy đó Thì thu nhập sẽ không như ý muốn Đây là điều mà khiến cho nhiều người uh, có sự lo lắng hồi sáng này các bạn và dẫn đến là chứng khoán mở cửa đỏ một chút nhưng mà thật ra đó đối với thuận thì như thường chia sẻ với các bạn thông tin thu nhập quý 4 thật sự là không có tệ nhưng mà những người đầu tư đó thì có thể họ có kỳ vọng quá cao đó là thông tin liên quan đến thu nhập của Microsoft nhưng mà còn một điều nữa đó chính là các bạn coi nhớ là cách đây không lâu đó có tin đồn là Microsoft muốn đầu tư khoảng chừng là 10 tỷ đô la cho công ty OpenAI AI à, cho cái dịch vụ chat GPT à, và lúc đó tin đồn mà thôi nhưng mà cuối cùng thì Microsoft đã xác nhận họ sẽ đầu tư hàng tỷ đô la để có thể sở hữu 49% cổ phần của OpenAI và đương nhiên sản phẩm lớn nhất bây giờ của họ là chat GPT. Tôi sẽ nói thêm với các bạn một lát nữa thì để các bạn hiểu hơn đó thì thông tin là 10 tỷ đô la này Microsoft sẽ chi ra để họ có thể sở hữu 49% của OpenAI và làm sao họ mới có thể thu lại cái số tiền họ chi ra họ nói là khi mà OpenAI có lợi nhuận thì họ sẽ lấy 75% lợi nhuận cho đến khi nào mà họ lấy lại hết cái số tiền 10 tỷ họ bỏ ra đây là cái mà Microsoft đã quyết định các bạn nhưng mà cái mà quan trọng hơn đó là OpenAI là gì và chat GPT là gì các bạn thấy được gần đây có rất nhiều những video liên quan đến chat GPT và thuận cũng chưa có thời gian tìm hiểu nhiều mãi đến ngày hôm nay tôi dành rất nhiều thời gian để mà tìm hiểu về chat GPT đây là cái sản phẩm của công ty OpenAI và công ty này đó các bạn có biết là đứng sau lưng là hay không đó chính là Cofound bởi Elon Musk, Peter Thiel, một số người khác các bạn Bây giờ Microsoft cũng sẽ là một những cổ đông lớn Họ muốn sở hữu gần như là 50% các bạn Thì tại sao Microsoft lại muốn mua một cái số lượng lớn của chat GPT như vậy Tại vì các bạn đã biết là Microsoft đã có một cái search engine các bạn Cái công cụ tìm kiếm giống như các bạn sử dụng Google vậy đó Nhưng mà các bạn đã biết là cái công cụ tìm kiếm của Microsoft là Microsoft Bing nó hầu như hoàn toàn thất bại các bạn Các bạn có sử dụng hay không? Có thể là các bạn không sử dụng, tôi cũng không sử dụng các bạn Họ bỏ biết nhiêu tiền để mà ra mắt cái sản phẩm Microsoft Bing này mà người ta cũng không có sử dụng, người ta vẫn sử dụng Google, tại vì Google vẫn là cái cách uh, kiếm thông tin tốt nhất hiện tại. thì Microsoft bây giờ đó họ uh, ra quyết định là họ sẽ mua cổ phần của ChatGPT và tích hợp với là Microsoft Bing để mà cạnh tranh với lại Google. Tại vì ngoại trừ việc là các bạn thấy là Microsoft Bing không cạnh tranh được với lại Google Chúng ta cũng đã biết là Microsoft cũng có một cái chương trình duyệt gọi là Internet Explorer Như bạn cũng đã biết rồi hay là thường gọi đây là Internet Explorer Tại vì mỗi lần mà sử dụng thì cái máy nó đóng hỏi lên và nó không tiếp tục chạy nữa các bạn cho nên à, người ta không có sử dụng Internet Explorer, người ta chỉ sử dụng uh, Google Chrome hay là những cái chương trình duyệt khác như là Brave mà thôi. Thì à, các bạn thấy được là ngay cả cái chương trình duyệt Internet Explorer đã có mặt nhiều năm nhưng mà cũng không cạnh tranh được với lại Chrome. Thì à, bây giờ họ bỏ một số tiền lớn ra để có thể sở hữu Chat GPT, để có thể uh, tích hợp với lại Bing. Thì đồng chia sẽ thêm họ có thể làm điều đó hay là không? Thì trước hết thủng muốn cho các bạn một cái ví dụ giả sử như là các bạn lên trên Google đi, các bạn nói là viết cho tôi một lá thư về sa thải nhân viên. Có nghĩa là các bạn là chủ đi các bạn muốn sa nhân viên thì bạn muốn viết một lá thư để mà sa nhân viên. Thì trên Google đó các bạn chỉ đơn giản là các bạn Google tìm kiếm một thông tin nào đó thì họ sẽ cho các bạn rất nhiều link. Các bạn sẽ tự bấm vào để mà tìm hiểu phần lớn như cái link này là những cái mẫu đơn các bạn có thể sử dụng, download xuống rồi các bạn có thể tự chỉnh cho các bạn. Nhưng mà Google không có thể viết các bạn một cái lá thư được Nhưng mà ngược lại đó, khi các bạn lên trên ChatGPT Đây là ChatGPT các bạn à, Các bạn có thể à, dùng account Google để login Các bạn có thể tự tạo account mới Tất cả đều là miễn phí hết Thì có một số bạn nói là ở Việt Nam chưa xài được Thì cái đó thì cũng không phải rằng Nhưng mà có nhiều bạn nói là có thể xài được nếu các bạn sử dụng VPN Thuần thì không có thể khuyên các bạn dùng VPN Để mà lừa dối bất cứ một trong web nào Thuần chỉ có thể nói với các bạn là tin đồn giang hồ là có thể dùng VPN để sử dụng ChatGPT được đi các bạn một quốc gia mà họ chưa có hỗ trợ thì khi mà các bạn lên trong web này đó các bạn có thể là hỏi có một câu hỏi là viết cho tôi một cái lá thư để xa thả nhân viên thì thường cho các bạn thêm một cái ví dụ cái phần này đó nó tốn một chút xíu thời gian cho nên uh, thường sẽ cắt cho nó lẹ các bạn thì các bạn thấy được là ChatGPT đã cho các bạn một cái mẫu thư mà nó viết luôn cho các bạn luôn các bạn có thể dùng cái mẫu này có thể chỉnh sửa một chút thì nó khác với là google các bạn google chỉ cho các bạn một đống link để các bạn tự đi tìm kiếm tự đọc trong khi mà chat gpt đó nó sẽ scan internet rồi tổng hợp lại những gì mà cái trí tuệ nhân tạo có thể nhận được và cho các bạn một cái mẫu đơn theo ý muốn của các bạn và đương nhiên các bạn có thể nói là à, cho tôi một cái mẫu đơn để mà sa thải nhân viên nhưng mà tôi muốn dùng một cái châm ngôn từ một người nào nổi tiếng giống như là chúng ta nói uh, tony Robbins đi rồi xong sẽ bấm nút rồi các bạn thấy được chat tbt sẽ viết một cái lá thư và nó sẽ đi tìm kiếm một cái châm ngôn từ tony Robbins và sẽ để vào lá thư đó một cách nào nó cảm thấy là hợp lý nhất đây là cái trí tuệ nhân tạo đứng sau lưng của chat tbt thì đây là một cái ví dụ để các bạn hiểu là chat GPT đó nó hoạt động như thế nào và đương nhiên đó hôm nay thường cũng đã dùng thời gian để mà dẫn như vậy chat GPT giống như là à, nói với nó là hãy biết một tá thư sang thải nhân viên và dùng 100 ngôn từ Satoshi Nakamoto để xem coi là có trả lời tiếng việt được hay là không thì các bạn thấy được là chat GPT cũng trả lời tiếng việt được luôn các bạn đã thấy được là họ đưa ra một cái mẫu nhưng mà hơi mặn một chút nó để là kính gửi sau khi cẩn thận xem xét hoạt động của bạn trong thời gian qua, chúng tôi tiến hành sa thải bạn khỏi vị trí công việc của bạn tại công ty chúng tôi. Như Satoshi Nakamoto đã từng nói, sự thành công của một công ty phụ thuộc vào khả năng của nó để tập trung vào những thứ quan trọng và bỏ những thứ không quan trọng. Chúng tôi tin rằng việc sa thải bạn là một bước cần thiết để đảm bảo sự thành công của công ty chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy một cơ hội mới và thành công trong tương lai. Trân trọng tên của bạn. Bạn được lại ai thực sự là không có tình người. Rồi Thuận cũng dẫn chơi với ChatGPT nên thằng nói là hãy viết một lời tỏ tình nhưng mà dùng 100 ngôn từ Satoshi Nakamoto Thì uh, ChatGPT trả lời là anh yêu, tình của tôi như một block trong blockchain của Satoshi, chặt chẽ, không thể phá vỡ và sẽ mãi mãi Và Thuận uh, hỏi ChatGPT hãy viết một lời tỏ tình nhưng mà dùng thuật ngữ của blockchain thì uh, ChatGPT nói là anh muốn trở thành khối gắn liền với em và tạo ra một chuỗi khối tình yêu bằng cách dùng blockchain để bảo vệ và ghi lại tất cả các khoảnh khắc tình cảm của chúng ta. Anh muốn đảm bảo rằng tình yêu của chúng ta luôn được bảo mật và không thể thay đổi. Các bạn thấy được là hàng chi uh, mà Microsoft bỏ 10 tỷ ra để mà mua 49% cổ phần của ChatGPT các bạn. Nhưng mà thật ra đó đây là thuận dẫn chơi với là like ChatGPT mà thôi chứ còn ChatGPT đó có thể làm được rất nhiều thứ hôm nay đó thuận cũng đã dành uh, rất nhiều thời gian các bạn uh, để hỏi chat gpt những thứ mà thuận biết liên quan đến công việc giống như là công việc làm hạng ngày của một số những cái À, câu hỏi mà thường thường phải uh, đi tìm kiếm một trả lời ở trên mạng phải đi research thì tôi hỏi chat GPT thì các bạn có biết kết quả ra sao không? Kết quả đó là chat GPT thật sự trả lời được rất nhiều câu hỏi các bạn và rất nhiều câu hỏi trả lời rất là chính xác luôn đó. Các bạn đã thấy một cái uh, bài báo gần đây được chia sẻ là có người dùng chat GPT rồi người ta copy những câu hỏi uh, liên quan đến giống như là bài kiểm tra cuối cùng của Wharton MBA có nghĩa là bằng thạc sĩ tại Wharton các bạn một trong những cái trường rất nổi tiếng À, và họ cũng đã copy và để vào những câu hỏi liên quan đến uh, lấy bằng y học ở Hoa Kỳ Cùng với lại một số câu hỏi liên quan tới uh, lấy bằng luật sư ở Hoa Kỳ Để xem cô đại có trả lời những câu hỏi này và lấy bằng được không Thì các bạn thấy được là kết quả đó là chat GPT thật sự trả lời được Có thể là trả lời và có thể thành công đạt được cái điểm vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng của Walton MBA có thể thành công vượt qua được để lấy cái bằng y học tại Hoa Kỳ và có thể vượt qua được trả lời một số câu hỏi liên quan tới luật. Đương nhiên là không phải 100% chính xác, tất cả những câu trả lời Tại vì chat GPT đó là một cái AI các bạn, một trí tuệ nhân tạo xem những thông tin trên mạng và dùng cái trí tuệ nhân tạo để có thể đưa ra câu trả lời mà chat GPT cảm thấy là đúng nhất. Nhưng mà trả lời có câu đúng câu sai nhưng mà cộng điểm lại thì vẫn có thể vượt qua được những cái bài kiểm tra này. Đó cho các bạn thấy được là cái trí tuệ của chat GPT đã đến mức nào rồi. Và đối với lại cái kinh nghiệm của Thuận đó, thì khi hỏi chat GPT một số câu hỏi nó rất là chuyên sâu về ngành Thuận đang làm thì vẫn trả lời được các bạn Và hầu như là có thể nói là 9 trên 10 câu để trả lời cực kỳ chính xác rồi Còn một câu trả lời không chính xác đó là tại vì cái tài liệu mà chat GPT có nó không có up to date các bạn có thể là luật mới vừa thay đổi trong thời gian mấy tháng qua mà ChatGPT vẫn chưa có biết chưa có ai cập nhật cho nên không trả lời chính xác được cho nên các bạn thấy được là tiềm năng của ChatGPT rất là lớn nhưng mà có phải là ChatGPT sẽ là AI mạnh nhất trong tương lai không thì đương nhiên không thể nào biết được các bạn thông chỉ có thể chia sẻ với các bạn là chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới rồi à, những cái công việc tay chân trước đây đó các bạn thì sau khi chúng ta có máy móc có robot là một số những công việc nặng nhọc đó thì rất nhiều người giống như là họ đã phải đi tìm một công việc khác thì từ đó tới bây giờ ai cũng nghĩ là những công việc liên quan tới đầu óc đó thì còn lâu mới có thể bị xoắn bởi trí tuệ nhân tạo nhưng mà Thường cảm thấy chúng ta ngày càng đến giờ cái ngày đó rồi các bạn. để các bạn có một cái suy nghĩ, các bạn đã nhớ là khi mà các bạn từ nhỏ tới lớn, đó, các bạn mới đầu là nghe băng cassette, các bạn hồi xưa đâu có TV, đâu có máy phát hình gì đâu, các bạn chỉ có thể nghe băng cassette mà thôi. rồi sau đó chúng ta có công nghệ tiến bộ hơn, à, các bạn à, sử dụng băng VHS để các bạn xem phim. rồi các bạn nghĩ đến là cái thế hệ trước đó sau lạc hậu quá lại phải nghe băng cassette các bạn. rồi sau đó các bạn à, không sử dụng VHS nữa các bạn chuyển qua sử dụng uh, dĩa CD rồi sau đó dĩa CD cũng lỗi thời bây giờ chúng ta chuyển qua iPod rồi iPod cũng lỗi thời chúng ta chuyển qua iPhone và xem trực tiếp ở trên internet như là bây giờ thì uh, chúng ta nhìn lại thì cảm thấy được là sau xưa mình lỗi thời quá nhưng mà một ngày nào đó khi mà cái thế hệ trẻ lớn lên giống như là con thường lớn lên đi thì tới lúc đó đó có thể là con thường nhìn lại nói là tại sao mình lại quá lỗi thời <laughs> thời điểm này mình muốn kiếm gì phải lên từ Google có thể là sau này cái lớp giả chỉ cần suy nghĩ thôi lại có câu trả lời trong đầu rồi tại vì chưa nhân tạo đã nằm trong cái não con người đó là cái uh, suy nghĩ của thần các bạn nghĩ sao Các bạn hãy comment ở bên dưới à, trước khi chúng ta nói tới thông tin kế tiếp đó, để thuận uh, cho chat GPT thêm một cơ hội để giúp chúng ta cười nữa thường sẽ nói chat TPT là viết một lá thư tình và dùng bài hát của Sơn Tùng rồi để xem coi là thư tình này nó lãng mạn cỡ nào các bạn xem coi là trước tự nhân tạo có lãng mạn như mọi người nói hay không rồi các bạn chat TPT đã viết cái lá thư tình này và dùng bài hát của Sơn Tùng nhưng xem coi là họ viết như thế nào không biết là có nên đọc hay không tại vì mới đầu vừa thì nó cũng hơi sớm một chút thôi đi đọc luôn cho các bạn chấp nhận sớm một chút chính vậy tình yêu của tôi đến với em như là một cơn mưa trong mùa hè Tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Em là một tình yêu tuyệt vời và tôi muốn chia sẻ tình cảm của tôi với em qua bài hát của Sơn Tùng. Mơ ước nó diễn tả rõ tình yêu của tôi và những gì tôi mong muốn trong tình yêu của chúng ta. Tôi mong chờ được gặp em và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau. Tình yêu của tôi dành em. <laughs> Thôi không giỡn nữa đâu các bạn. Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...